Xin chào tất cả mọi người nha. Bữa nay Tăng với cô Tỏi tiếp tục sẽ đi quay một buổi đi bắt cáo chuột ở thêm máy cắt cho nhà mình xem ha. Đây mình đang có mặt tại ấp Vinh Đồng, xã Vĩnh Quế, thị xã Nam Tỉnh Sóc Trăng các bạn ơi. Tới một chuyện trong này nói chung kiểu có chuột cá là dữ lắm nha các bạn. Chào các bạn nha. Trời ơi, tự nhiên bữa nay con chó nó lại nó đeo. Con chó hịch, con chó mặt, con chó em ngoài luôn á. Con chó kia mắc rồi, mới mắc rồi. Bị bắt nó tiêu rồi. Chó của Tỏi cũng bị lụm rồi luôn. Trời chó kia. Tự nhiên lại ghè lại. Hả? Tự nhiên ghè lại hả? Đợi em chạy thôi các bạn ơi. Rồi có mọi anh em ơi. Nè, lên nè. Lên lên bây giờ mấy anh em máy cắt cũng đã chuẩn bị lên các bạn ơi, chiến đấu nè, thắng luôn rồi. Ô dây điện hỏi che mặt đâu. Cái này lên tài chính luôn chạy, có mồi luôn rồi. Có mồi luôn rồi, vô con gắn ký mốt các bạn ơi, mở 1 ký còn 100 gram. Thế vậy đó, cũng 2-3 chai đó hết à. Đây bây giờ mấy anh em ra sao các bạn ơi, ra ruộng. Đây chủ ruộng các bạn, ruộng nhà có 120 công ruộng. 135 công là hả? Bớt đó 15 công. Chưa, ruộng kia chưa thấy. Đâu? À, cây mai mà cỡ này thứ gì chưa nói. Chào các bạn nha, Củ Tỏi sẽ đi qua cầu Khỉ các bạn. Cầu Khỉ miền Tây. Cầu Khỉ chân chợt. Vậy trời, vậy cũng làm được luôn trời. Đây, ở đây cảnh miền Tây rất là đẹp các bạn ơi. Hôm nay vô nhà của chủ ruộng ở đây, nhìn nó sao quá đẹp. Bóng hới rồi các bạn ơi. Chào cả nhà mình nha. Ở quê này các bạn ơi, chủ nhà bữa nay đẹp lắm các bạn. Ở đây cờ củi rồi nè, đó, cảnh miền Tây sông nước. Củ Tỏi đang ngồi cây gốc dừa chứ không phải ngồi kia nha các bạn. Đến chuyện chưa, về miền Tây cảnh đẹp rồi. Rau đắng rồi luôn nè các bạn, rau đắng nấu canh quá đã. Đây chút xíu mấy anh em sẽ quay cắt lúa ở ngoài kia. Giờ máy đang ra, giờ anh em chuẩn bị ra các bạn ơi. Rồi cả nhà mình xem clip vui vẻ, nhớ đăng ký kênh để đón xem nhiều clip mới của kênh Cái Năm TV nha cả nhà. Có nghe mấy miếng này, có mùa này có hổm gà cắt miếng nào cũng có gắn đó nha. Lăn nước nhóc luôn không? Cắt cho con chiều. Bữa cái cục này đó là hình như là 4 con hả cô Tỏi? Nó bự bự không trời, thấy ham. Ừ, hổ hèo thì đáng con. Bữa kia cắt bắt cũng dính được con ký mấy à, ký 1, ký 2 à. Cô đắng, chào gắn là gì nữa, cô đắng rồi. Cô bỏ cắt cho mày vợ tao.
Bữa nay hầm xả đây có mà mồng tơi. Có mồng tơi hầm xả nhúng vô cũng được. Lớn người lớn hơn tuổi ăn qua đám vợ lắm. Đâu có lâu lâu ăn cái sổ. À, có mớp luôn kìa, mớp với mồng tơi đó là hầm xả là vừa luôn. Trời ơi. nó bỏ đồ nghề luôn kìa, thấy bị phim bỏ đồ nghề, lấy cây lên. Tới một chuyện. Đây, củ tỏi tiếp tục qua cầu khỉ các bạn ơi. Khỉ này mình không dám đi rồi các bạn ơi, té xuống rồi cái giò lụm rồi. Có củ tỏi là có mồi. Đây ra được rồi. Đây bây giờ anh em ra các bạn ơi, lâu đi. Cái dây xạ đen hả? Vậy đó hả? Cái xạ đen. Cái này chăm đốt phải không? Cái cao chăm đốt. Đây lụm bụng chuối luôn các bạn ơi. Về miền Tây mới lấy cái này các bạn ơi. Cái chín. Quê hương là chùm trái ngọt. Chào mấy anh em nha. Bây giờ mấy anh em ra đồng cả nhà ơi. Ta mãi đỉnh nha các bạn. Mấy miếng này thấy bắt cá em. Bữa tới ơi, mấy miếng này có cá vậy bác biết luôn nè. Nước xếp xếp này ngon nè. Thế này con nào vậy đó. Dính con gắn đầu tiên các bạn ơi. Gắn này bạn gắn nãy vậy, bự hơn. Chà, có lý nghe anh em ơi. Gắn này có trứng gì vậy trời? Chưa chăng lượm được con gắn đầu tiên các bạn. Có mồi. Con này với con nãy là hai con rồi. Hai cha con người con. Chuột chà bá ơi các bạn ơi. Nếu mà này có chuột nè. Bự không à. Tới tay. Làm này mới đã nè. Đù vô chuột chà bá. Nãy em kia chắc vụn chuột bên kia luôn quá. Má miếng này chuột cái ghê trời, chuột bự bự luôn. Vụn nữa kìa. Vụn nó lấy màu luôn. Đủ mồi hả? Làm này chuột nhóc nè.
lộn được con nữa rồi. Chụp cái con như chụp bự bự. Động đó nhiều quá, bên đó nó nhiều quá. Động này bữa nay khô chuột nhiều các bạn ơi. Nãy nhiều mắt con chuột bên này. Quá trời đã các bạn ơi. Má đồng này chuột. Đồng này chuột dữ rồi. Củ tỏi phải cạnh tranh với rất là nhiều cao thủ ở đây các bạn. Ở đây cũng ta thiện xạ mà. Nãy đây hả? Sâu lắm. Cái này cũng nôm cũng được luôn. Nước nhỏ xíu. Bữa nay toàn là cao thủ chụp không nghe các bạn ơi. Thấy xuống là không thấy con chuột luôn đó. Chạy qua đây không chứ đâu. Ừ. Cạnh đó nó trồng mới nhiều đó. Qua đó nó có tỏi. Xuống làm này là chập được. Chết. Chừng đó là chừng đó tới nữa nè của tỏi. Con chạy ra mấy lề kẹp cái bé khen trời. Bữa nay cao thủ không luôn đó. Bữa nay yếu yếu là dài là phọc luôn.
giờ này đông rồi nha hả. Cái gì mà xuống là quay em thấy chuột chạy luôn mà. Mà nhiều lắm nè, cái này vô cái cù á chạy dữ lắm á. Con gì? Gắn nước anh em ơi. Gắn mà lớn gì chê gì nữa. Đâu quá lớn. Trời, ký mốt các bạn ơi. Bỏ 1 ký. Nãy giờ ba con thứ đó rồi đó. Ba con thứ đó rồi đó. Để có nuôi ngày nào đâu. Đông nha anh em. Anh đi bắt chuột đem cái túi đựng gắn thấy nóng lạnh không? Đựng 80 kg. Vòng hai vòng nữa là chuột nó túa cho coi. Miếng này nhiều chuột nè. Miếng này khô. Gom gom cho anh em ơi. Về miền Tây mới thấy cảnh này nha các bạn ơi. Đây là ít rồi đó, mấy chỗ kia còn dữ nữa. Quá chạy rồi, quá chạy rồi. Không kẹp chứ không kìa ai. Lỡ mày. Trời ơi con chuột nè, con dính chuột quá lớn nè. Chuột chỉ con mèo vậy thôi. Đó, về nghe anh em ơi. Tới rồi, rút về. Chết đi con tỏi. Bắt chuột à, chỉ có một lượt một nha. Đây cao thủ không mà. Chỉ phóng được có một cái mà. Gom dây của tỏi ơi. Shit, năm cuối ơi. Không có kẹp chuột ra ngoài này đâu nghe khen ơi. Vô sát vô. Ghê của tỏi. Quá trời ơi, hai ba con kìa. Chết rồi. Hai con là gì không mà. Đó đó đó. Đâu vô đó đó. À, trời con nào không đấy nè trời. Con này đủ sỉnh nè anh em. Con này thì sỉnh. Con này nhỏ quá. Ồ em. Đây, chuột hỏi ngã năm mà lớn nè các bạn. Đâu rồi, ấy, cho lên cái. Chuột cái năm tao bự vậy nè. Má bà còn cái chuột ký thiệt. Chuột như con heo vậy ông nội ơi. Ôi chào.
Quàm tay luôn á, mấy con này chụp vội tay luôn. Tôi tới cũng vào được mấy con à. Con à mấy anh em là cơ hội, mấy anh em cơ hội ít lắm. Tao chụp dữ dữ nhân cao thủ không đó. Chuột này chuột chiên không nghe các bạn ơi, chuột quay lui chuột chiên mà chứ không có phải là chuột canh chua. Tiếp tục các bạn ơi, nhé mấy miếng này gò chuột quá trời.